Chào tất cả các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng học tiết tập đọc. Các bạn có biết bức tranh này vẽ cạnh gì hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bài tập đọc Bàn tay cô giáo của Nguyễn Trọng Hoàng. Cô mời tất cả các con sẽ mở sách giáo khoa ra trang 25. Các con sẽ chú ý lắng nghe cô đọc nhé. Bàn tay cô giáo, một tờ giấy trắng, cô gấp cong cong, thoát cái đã xong, chiếc thuyền xinh quá. Một tờ giấy đỏ, mềm mại tay cô, mặt trời đã phô, nhiều tia nắng tỏa. Thêm tờ xanh nữa, cô cắt rất nhanh, mặt nước dập dềnh, quanh thuyền sóng lượn. Như phép màu nhiệm, hiện trước mắt em, biển biếc bình minh, rì rào sóng vỗ. Biết bao điều lạ từ bàn tay cô. Nguyễn Trọng Hoàng. Ở bài thơ này thì cô sẽ chia thành 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất là từ một tờ giấy trắng cho đến chiếc thuyền xinh quá. Khổ thơ thứ hai là từ một tờ giấy đỏ cho đến nhiều tia nắng tỏa. Khổ thơ thứ ba là thêm tờ xanh nữa cho đến quanh thuyền sóng lượn. Và khổ thơ cuối cùng là như phép màu nhiệm cho đến từ bàn tay cô. Bài này thì các em sẽ đọc với một cái giọng điệu là nhẹ nhàng, tình cảm, vui vẻ, hồn nhiên, thêm một chút nhí nhảnh nữa các con nhé. Để thơ này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn ngắt nghỉ hơi. Một tờ giấy trắng, các con sẽ ngắt ngay đằng sau chữ trắng. Cô gấp cong cong, ngắt đằng sau chữ cong. Thoát cái đã xong, ngắt sau chữ xong. Chiếc thuyền xinh quá, chúng ta nghỉ hơi đằng sau chữ quá. Và tương tự như thế ở khổ thơ thứ hai, thứ ba và thứ tư thì các con cũng ngắt nghỉ hơi giống như thế này. Cô vừa hướng dẫn cho các con cách đọc. Và bây giờ các con phải lưu ý là khi mình đọc thì mình phải đọc cho đúng và nhấn giọng ở những cái từ ngữ sau đây. Từ thoát cái, xinh quá, mềm mại, rất nhanh, màu nhiệm, biết bao, bàn tay. Bây giờ cô đọc lại một lần nữa, các con lắng nghe nhé. Thoát cái, xinh quá, mềm mại, rất nhanh, màu nhiệm, biết bao, bàn tay. Rồi bây giờ các con về nhà, chúng ta sẽ luyện đọc bài thơ cho thật đúng, thật hay và diễn cảm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phần tìm hiểu bài. Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì? Chúng ta sẽ xem nè. Tờ giấy thì cô giáo đã gấp được một chiếc thuyền cong cong. Thế còn tờ giấy màu đỏ, cô giáo đã gấp được gì nào? Tờ giấy màu đỏ thì cô giáo đã gấp được mặt trời với nhiều tia nắng tỏa. Còn gì nữa nào? Chúng ta cùng xem nhé. Thêm tờ màu xanh thì cô giáo đã tạo ra mặt nước dập dềnh. Cô mới tạo ra được bức tranh như thế này. Từ một tấm lòng yêu thương cô dành cho các em, cô muốn cho các em được vui sau một những tiết học, cho nên cô đã tạo ra những cảnh vật từ bàn tay diệu kỳ của cô. Bàn tay của cô làm được tất cả mọi điều, miễn sao mà các em cảm thấy vui là cô hạnh phúc rồi. Vì vậy, thông điệp cuối cùng cô muốn gửi đến cho các bạn là chúng ta phải biết kính trọng và yêu thương thầy cô của mình.
Các em về nhà sẽ học thuộc lòng bài thơ này. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em sau nhé.